nếu chúng ta làm trắc nghiệm, người ta hỏi là thực quản được cung cấp máu từ động mạch nào, thì chúng ta lưu ý từ động mạch thực quản, động mạch có thể là từ vị trái hoặc là từ thân tạng, nghe. Nó để sẽ cung cấp được cho phần thực quản. Một lưu ý tiếp theo là chúng ta lưu ý cái phần hệ thống tĩnh mạch thực quản. Phần tĩnh mạch thực quản này các anh chị sẽ được nhắc lại trong hệ thống tĩnh mạch cửa. Mạch cửa. Chúng ta sẽ được nhắc lại trong hệ thống tĩnh mạch cửa. Như vậy đó là cái phần thứ ba, là phần thực quản thuộc về hệ tiêu hóa, đúng không ạ? Chúng ta chỉ lưu ý một số ý như vậy. Chúng ta tiếp tục sang phần thứ tư, đó là phần dạ dày nha, dạ dày. Thì phần dạ dày chúng ta sẽ nhắc lại một chút về cấu trúc của dạ dày. Thì dạ dày đầu tiên chúng ta xác định trở lại vị trí của dạ dày là nằm ở vùng thượng vị, đúng không ạ? Ở vùng thượng vị. Dạ dày sẽ nằm ở vùng thượng vị, hơi lấn sang bên trái nha, lấn sang bên trái. Nằm ở vùng thượng vị và hơi lấn sang bên trái. Thì trong quá trình phát triển của phôi thai thì chúng ta thấy hệ thống ống tiêu hóa của chúng ta, dạ dày cũng không ngoại lệ, nó là một cấu trúc của ống tiêu hóa, đúng không ạ? Ống tiêu hóa. Và nó cũng được phát triển từ các hệ thống. Thì ở đây cái quai dạ dày nó về phôi thai nó sẽ được xuất hiện vào tuần thứ tư. Tuần thứ tư, chị nhớ, bắt đầu từ tuần thứ tư thì bắt đầu xuất hiện được cái cấu trúc của cái dạ dày. Tuần thứ tư chúng ta chỉ nhớ dùng cái thời gian thôi, còn những vị trí này thôi chúng ta đừng, không cần nhắc đến. Thì dạ dày trong quá trình phát triển thì chị sẽ thấy nó quay bằng rất nhiều những cái mặt phẳng, nó quay rất nhiều để cuối cùng nó tạo thành được cái hình ảnh như chúng ta hiện nay. Thì phần này trong phần khi nào chúng ta được nhắc lại trong phần phôi thai, chúng ta sẽ nhắc lại hình ảnh này sau. Cái sự hình thành của dạ dày nó cũng rất phức tạp ha, phức tạp. Rồi, ở đây chủ yếu chúng ta sẽ nhắc lại cái phần quan trọng nhất, đó là cái cấu trúc của dạ dày thôi ha, cấu trúc của dạ dày. Thì về thành phần, chúng ta lưu ý dạ dày nó cấu trúc gần giống như một cái hình chữ G đối với trên xác, nghĩa là khi mà chúng ta nhìn ở người chết, do dạ dày nó không còn khả năng co bóp, dạ dày nó xa xuống cho nên nó giống như một hình chữ G. Nhưng khi mà người sống thì với sự co bóp của dạ dày thì dạ dày gần giống như một cái tù và, vì nên chỉ thấy nó co, nó thu ngắn lại. Người ta nói gần giống như cái tù và. Về cấu tạo thì dạ dày sẽ gồm có hai mặt, mặt trước và mặt sau, có hai bờ, bờ cong nhỏ và bờ cong lớn. Bờ cong nhỏ và bờ cong lớn. Thì ở đây chúng ta cùng lưu ý dùng một chút, cái phần này trong tài liệu cũng ghi rất rõ rồi, đó là cái liên quan của dạ dày mặt trước và mặt sau. Anh chị về xem giùm tôi cái phần này, liên quan của dạ dày mặt trước và mặt sau. Ví dụ như mặt sau thì sẽ liên quan với gì ạ? Với tuyến tụy, đúng không ạ? Với tá tràng. Ở phía trước thì chủ yếu liên quan với thành bụng trước và với gan. Chúng ta nhớ về xem lại cái liên quan của mặt trước và mặt sau của dạ dày. Ở bờ cong nhỏ thì nó sẽ có một cái cấu trúc mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó là nó có cái mạc nối nhỏ để nối với gan. Bờ cong nhỏ của dạ dày thì sẽ có mạc nối nhỏ để nối với gan, nối với gan. Có mạc nối nhỏ để nối được với gan. Đây chính là cái mạc nối nhỏ để anh chị thấy từ dạ dày nó nối được với gan. Cái thứ hai là bờ cong lớn. Bờ cong lớn thì nó lại có cái mạc nối lớn nha. Bờ cong lớn thì chúng ta lại có cái mạc nối lớn. Đây là mạc nối lớn. Mạc nối lớn chúng ta cắt ra đây. Thì cái mạc nối lớn này, anh chị sau này chúng ta sẽ để ý trong lại trong thời khi chúng ta học về cấu trúc của phúc mạc, trong bài phúc mạc thì chúng ta sẽ được nhắc lại cái cấu trúc này. Anh chị có nhớ cái phúc mạc không? À,
lại lớn lớn này chị sẽ chụp khi hai cái lá rút lại nó đi xuống từ dạ dày xuống thì khi đi xuống đó lại là bám vào cái đường cao lớn dạ dày cho nên cuối cùng khi cái mặt lớn lớn này cái phần này thì có lẽ xong cái phần phôi thai chúng ta sẽ được nhắc kỹ hơn. Chính vì vậy anh chị sẽ thấy để chúng ta đi vào được cái túi mặt ở phía sau của cái dạ dày nó có rất nhiều cái con đường và có những con đường chúng ta phải đi qua cái mạc lưới lớn để chúng ta mới được đi vào phía sau dạ dày nè, rất nhiều con đường. Cái này anh chị cùng trong phần ví dụ trong phần phẫu thuật vào cái nối vị tràng anh chị sẽ được nhắc lại những cái con đường này. Như vậy đó là về cái liên quan của hai mặt, mặt trước mặt sau của hai cái bờ cong. Về phân đoạn thì dạ dày sẽ được chia làm 5 phần chính. Dạ dày được chia làm phần chính. Phần thứ nhất chúng ta gọi là phần tâm vị. Phần tâm vị. Phần thứ nhất chúng ta gọi là phần tâm vị. Thì phần tâm vị này sẽ bao gồm luôn cái khuyết tâm vị và lỗ tâm vị. Bao gồm cái khuyết tâm vị và lỗ tâm vị. Thì khuyết tâm vị chính là cái cấu trúc giới hạn ở giữa thực quản và dạ dày, chúng ta gọi đó là cái khuyết tâm vị. Còn lỗ tâm vị là vị trí thức ăn đi từ thực quản đưa vào trong dạ dày, chúng ta gọi đó là lỗ tâm vị. Và lỗ tâm vị không có van, chúng ta lưu ý nó không có van. Và vì không có van cho nên thức ăn đi vào cũng có thể đi ra được, đúng không ạ? Và đối bình thường chúng ta hay có cái triệu chứng gì ạ? Nôn. Hoặc là trẻ em chúng ta gọi là trớ. Trớ là sao mà nôn là sao ạ? Giống nhau hay khác nhau ạ? Khác nhau nha. Để xem thử nôn và trớ giống nhau hay khác nhau nha. Khẳng định là khác nhau nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở đây cũng chính là nơi mà xảy ra bệnh lý các dịch dạ dày. Trong đó chúng ta biết là có axit thì nó sẽ đi qua cái lỗ thực quản lên trên và làm tổn thương cái niêm mạc của thực quản, đưa đến hội chứng trào ngược, đúng không ạ? Trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày thực quản. Và cái trào ngược dạ dày thực quản là một trong những nguyên nhân có thể đưa đến bệnh lý ung thư thực quản, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản thân cái dịch tiết từ cái trào ngược đó khi nó tác động lên vùng hầu họng cũng sẽ đưa đến bệnh lý viêm họng mãn tính. Và trước đây chúng ta hay gọi là bệnh lý viêm họng hàn, nha, viêm họng hàn. Phía sau thành họng nó có những cái hạt nhỏ, chúng ta gọi là viêm họng hàn. Nhưng bây giờ chúng ta không gọi là bệnh lý viêm họng hàn nữa, mà chúng ta chỉ gọi đó là một bệnh lý viêm họng mãn tính sau cái trào ngược dạ dày thực quản. Cho nên ở đây chúng ta lưu ý cái lỗ tâm vị này nó không có van, không có van. Ngoài ra những cái ký sinh trùng ở trong đường ruột đôi khi nó có thể chui qua dạ dày và nó đi qua lỗ thực quản để đi ra đâu ạ? Bệnh viện. Chúng ta ói ra gì ạ? Ói ra giun. Có không? Có ra giun không? Có. Ở trẻ em đúng không? Rất hay gặp. Ở các sau này, ví dụ chúng ta đi về ở một số vùng sâu, vùng xa, trẻ em ở đó vệ sinh về nhiều khi vệ sinh của thực phẩm rất kém. Cho nên em bé trong bụng nó rất nhiều giun, rất nhiều giun. Cho nên có nhiều trường hợp, anh chị thấy là em bé bụng nó căng chướng lên, nó vô với cái tắc ruột, chướng lên. Và cuối cùng người ta chụp x-quang, người ta thấy bên trong nó có rất nhiều những cái bó giun ở trong ruột. Và thỉnh thoảng bé cứ ói ra giun nha. Con giun gì hay gặp nhất? Giun đùa đúng không? Giun đùa là nhiều nhất. Con giun đùa tên là gì? Con giun đùa tên là gì? Con giun đùa, cái hệ giun là chúng ta phải nhớ là gì? Ascaris đúng không? Ascaris. Nó là lymphoides nè. Thành phần vùng thứ hai của dạ dày chúng ta gọi là vùng đáy vị.
đáy vị. Thì đáy vị chính là cái phần nằm phía trên mặt phẳng cắt ngang qua khuyết tâm vị. Đáy vị chính là phần dạ dày nằm phía trên mặt phẳng cắt ngang qua khuyết tâm vị. Khuyết tâm vị. Và đáy vị như vậy nó chứa khoảng từ 50 đến 100 ml khí. Từ 50 đến 100 ml khí. Chính vì vậy, đây cũng là cái hình ảnh sau này chúng ta cần lưu tâm khi chúng ta cho bệnh nhân chụp phim X-quang, đúng không ạ? Khi chụp phim X-quang thì chúng ta sẽ có dấu hiệu gì ở đây? Liềm hơi ở đâu ạ? Nhớ là liềm hơi dưới cơ hoành bên bên trái, để sau này chúng ta phải phân biệt với liềm hơi dưới cơ hoành bên bên phải, đúng không? Nếu bên trái là bình thường do bóng hơi của dạ dày, nhưng nếu bên phải thì coi chừng vì gì ạ? Không phải. Bên phải coi chừng là những cái khí, ví dụ chúng ta bị thủng dạ dày, khí từ dạ dày nó trào ra ngoài. Chúng ta bị thủng ruột, khí từ ruột thoát ra ngoài. Cơ hoành bên phải bao giờ cũng cao hơn cơ hoành bên trái, cho nên không khí sẽ nằm ở đâu? Phía dưới cơ hoành bên phải, và tạo thành cái hình ảnh liềm hơi dưới cơ hoành bên phải. Như vậy sau này nếu có liềm hơi dưới cơ hoành bên phải đồng nghĩa với có thủng tạng rỗng. Thủng tạng rỗng có nghĩa là dạ dày hoặc là hệ thống ruột hơi thoát ra ngoài. Chúng ta hình dung được không? Cơ hoành bên phải bây giờ cũng cao hơn bên trái, mà khí thì luôn luôn có khuynh hướng đi về phía chỗ cao nhất, đúng không ạ? Cho nên sẽ tập trung lên về phía cơ hoành bên phải, và chúng ta chụp phim sẽ có hình ảnh được cái liềm hơi dưới cơ hoành bên phải. Chúng ta sang vùng thứ ba, đó là cái vùng thân vị. Thì cái phần thân vị này chính là cái phần dạ dày lớn nhất, lớn nhất. Và nó nằm ở giữa hai cái mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng. Một ở phía trên là mặt phẳng đi qua khuyết tâm vị, và phía dưới là mặt phẳng đi qua khuyết góc của bờ cong nhỏ. Cấu trúc này người ta gọi là khuyết góc của bờ cong nhỏ. Như vậy thân vị chính là phần lớn nhất và nằm ở giữa hai cái mặt phẳng. Ở phía trên là mặt phẳng qua khuyết tâm vị, và phía dưới là mặt phẳng đi qua khuyết góc của bờ cong nhỏ. Thì trong vùng thân vị này nó sẽ có nhiều cái tuyến dạ dày, có nhiều tuyến dạ dày. Và cái tuyến dạ dày thì nó tiết ra chúng ta men. Men gì ạ? Men pepsin. Pepsin. Tuyến dạ dày sẽ tiết chúng ta nhiều được cái men pepsin. Men pepsin này sẽ có tác dụng làm gì ạ? Làm gì ạ? Tiêu hóa cái gì ạ? Protein tạo thành cái gì ạ? Thành các chuỗi polypeptide. Các chuỗi polypeptide thôi. Nó chưa tạo thành axit amin nữa. Nó sẽ phân cắt tạo thành các chuỗi polypeptide. Vì vậy người ta nói rằng ở dạ dày, chức năng của dạ dày không phải là chức năng tiêu hóa, tiết ra men, mà dạ dày chức năng chính chỉ là gì thôi hả? Nhào trộn thức ăn, chức năng cơ học thôi, nhào trộn. Và thức ăn ở dạ dày khoảng từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ. Còn các thành phần dinh dưỡng thì chỉ có protein được phân cách tạo thành các chuỗi polypeptide. Các thành phần khác như đường, mỡ, vitamin thì không được hấp thu ở tại dạ dày. Vùng thứ tư được gọi là vùng môn vị. Vùng môn vị. Thì vùng môn vị này gồm có hai phần: hang môn vị và ống môn vị. Phần môn vị gồm có hai phần, đó là hang môn vị và ống môn vị. Thì phần hang môn vị này, nếu chúng ta đọc một số tài liệu cũ hoặc sau này chúng ta học trong các tài liệu về bệnh học, thì vùng này người ta chỉ gọi tên là vùng hang vị. Vùng hang vị. Thì bây giờ chúng ta gọi đây là hang môn vị. Thì đây là nơi nó tiết ra nhiều axit clohydric HCl. Đây chính là nơi nó tiết ra nhiều axit HCl. Phần thứ năm đó là lỗ môn vị. Lỗ môn vị. Thì lỗ môn vị, chúng ta lưu ý cái lỗ này thì nó được tạo thành chính là do cái cơ thắt của môn vị. Đây, đây là cái cơ thắt của môn vị.
lộ môn vị được tạo thành chính là do cái cơ thắt của môn vị. Và sau này khi chúng ta sờ vào trên cái dạ dày, chúng ta nhìn khi chúng ta trong phẫu thuật đó, chúng ta sờ dạ dày từ trên xuống dưới thì ngay cái vị trí chỗ này anh chị sờ vào cảm giác nó cứng, giống như có cái nút chai nó cứng ngay đó, cứng này. Thì đó chúng ta biết ngay đó chính là lỗ môn vị. Đây chính là do có cái cơ thắt môn vị. Và cái cơ thắt môn vị này sẽ đóng vai trò giống như một cái van, cái van để cho thức ăn chỉ di chuyển được một chiều từ dạ dày xuống tá tràng, nha, xuống tá tràng. Như vậy lỗ môn vị này, cái cơ thắt môn vị có vai trò giống như một cái van, nha, một cái van. Vậy nó sẽ được đóng và mở, đúng không ạ? Đóng và mở. Khi nào thì nó đóng và khi nào nó mở? Nó có đóng mở liên tục không? Thì anh chị sẽ để ý là cái môi trường trong dạ dày là môi trường axit, đúng không ạ? Nhưng mà môi trường ở tá tràng thì lại là môi trường kiềm. Cho nên khi mà sự chênh lệch cái độ pH giữa dạ dày và tá tràng quá cao thì lỗ môn vị này mở ra. Khi mở ra, axit trung hòa bớt kiềm của tá tràng thì lúc đó sự chênh lệch giảm đi thì lỗ môn vị lại đóng lại. Cho nên người ta nói rằng lỗ môn vị được đóng và mở theo sự chênh lệch độ pH giữa dạ dày và tá tràng. Lỗ môn vị sẽ được đóng và mở theo sự chênh lệch về độ pH giữa dạ dày và tá tràng. Cái cơ thắt môn vị này cũng là cái nguyên nhân đưa đến một bệnh lý. Trong một số trường hợp, nếu cái cơ thắt này nó phát triển quá nhiều thì cái lỗ môn vị này sẽ như thế nào ạ? Bít lại, thức ăn đi qua được không? Không. Và đưa đến một bệnh lý hẹp môn vị bẩm sinh. Hẹp môn vị bẩm sinh ở trẻ em. Có những em bé khi nó sinh xong, anh chị thấy em bú mẹ nó cứ bị ói liên tục, ói như vậy là trớ nha, ói liên tục. Để anh chị phân biệt giữa hai cái để tôi nói đó, ói và trớ khác nhau nha. Nó ói liên tục, ói ra liên tục và ói ra cả dịch tiêu hóa. Khi mà kiểm tra chụp phim thấy cái lỗ này nó nhỏ mà thức ăn không đi qua được, chụp cảm quang không đi qua được và được chẩn đoán là hẹp môn vị bẩm sinh do phì đại cơ thắt môn vị. Người ta gọi là phì đại, nghĩa là cái cơ này to ra, phì đại cơ thắt môn vị. Những trường hợp đó chúng ta phải làm gì ạ? Theo chị phải làm gì? Phẫu thuật. Phẫu thuật để làm gì? Nong nó ra, đúng không? Nong bằng cách nào? Rất đơn giản, người ta dùng một cái trên cái bề mặt của dạy của cái cơ thắt môn vị, người ta sẽ rạch những cái đường ở trên bề mặt. Khi rạch như vậy thì cái bên bề ngoài nó yếu đi, đúng không ạ? Cái cơ sẽ đẩy lồi ra phía ngoài và làm rộng cái lỗ môn vị ra, chứ không cần làm gì phức tạp cả, đúng không? Chỉ rạch trên bề mặt của dạ dày thôi. Đây chính là nơi nó bị hẹp, chúng ta hay gọi là bị phì đại cơ thắt môn vị. Thì ở đây sau này chúng ta cũng sẽ lưu ý, đây cũng là nơi rất hay gặp cái bệnh lý viêm loét. Viêm loét cái gì đó? Viêm loét dạ dày tá tràng, vì nó gần với nhau, dạ dày và tá tràng. Và đây cũng là nơi rất dễ đưa đến bị, khi nó bị loét thì nó sẽ tạo thành những cái sẹo, và những cái sẹo đó sẽ làm chít hẹp cái lỗ môn vị. Và lúc đó người ta lại gọi là bệnh lý gì ạ? Hẹp môn vị do viêm loét dạ dày tá tràng. Hẹp môn vị do viêm loét dạ dày tá tràng. Như vậy bệnh lý mà hẹp môn vị do viêm loét dạ dày tá tràng thường gặp ở người lớn hay là ở trẻ em? Người lớn. Và khi anh chị sẽ để ý là những bệnh nhân này họ cũng có cái triệu chứng là gì? Cũng bị hẹp. Viêm loét thì nó hẹp lại, cho nên ăn thức ăn nó có tiêu được không? Không. Thức ăn cứ chứa trong dạ dày, làm một lúc nào đó dạ dày nó căng giãn ra thì bệnh nhân sẽ bị gì? Cũng nôn. Và người ta thường có cái triệu chứng gọi là gì ạ? Nôn ra thức ăn của ngày hôm trước, vì nó không đi xuống được. Nó chỉ nôn thức ăn của cả ngày hôm trước. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bệnh nhân này có không hấp thu được thức ăn thì họ có phát triển được cơ thể không? Họ rất là suy mòn. Anh chị thấy cái bụng họ lõm xuống, nằm cái bụng nó lõm xuống giống như cái gì ạ? Cái lòng thuyền. Cái thuyền có phải cái lòng trong nó lõm xuống không?
người ta gọi là bụng lõm hình lòng thuyền, lõm hình lòng thuyền. Cái thứ ba là những bệnh nhân này khi họ đi chụp phim, khi mà chụp những cái phim này người ta muốn thấy được, người ta phải cho uống thuốc cạn quang, người ta mới chụp phim để thấy cho có hẹp hay không. Thì lúc đó những cái chất ở trong cái thuốc nó sẽ rơi xuống trên bề mặt của dạ dày theo cái mực hơi nước ở trong của dạ dày đó. Nó rơi xuống và hình ảnh đó chúng ta thấy được trên phim X quang giống như những cái đám bông tuyết, người ta gọi đó là dấu hiệu tuyết rơi trong của cái dạ dày. Cho nên sau này chúng ta có nghe được những cái dấu hiệu đó thì chúng ta biết đó là nó liên quan tới bệnh lý của cái hẹp môn vị. Rồi chúng ta nhìn lại hình ảnh này thử xem. Như vậy đây là cái gì của chúng ta? Bờ con nhỏ. Và đây là gì ạ? Huyết gốc. Vậy đây là cái gì thế ạ? Đây là tá tràng nha. Đây là cái gì thế ạ? Ống môn vị. Và đây chính là hang môn vị. Đây chính là thân vị. Về hình thể trong thì dạ dày được cấu tạo gồm có 5 lớp. Trong cùng là lớp niêm mạc. Tiếp theo là lớp dưới niêm mạc. Thứ ba là lớp cơ. Thứ tư là lớp dưới thanh mạc. Và ngoài cùng nhất là lớp thanh mạc. Chúng ta lưu ý một cái đặc điểm chung. Lớp thanh mạc của các cấu trúc tạng rỗng, nghĩa là của dạ dày, tá tràng, ruột non vân vân chúng ta nói đó, thì bắt buộc cái lớp thanh mạc này nó là cấu trúc của cái gì ạ? Phúc mạc. Đây là lá gì đó? Lá tạng của phúc mạc. Cho nên bắt buộc nó phải đảm bảo được một nguyên tắc là trơn láng. Lớp thanh mạc luôn luôn trơn và láng. Vì vậy chúng ta có được làm trầy xước nó không? Không. Trong phẫu thuật, sau này khi chúng ta phẫu thuật vào hệ thống ống tiêu hóa, hoặc là ngay cả trong dạ dày chúng ta đang nói ở đây, thì chúng ta muốn lấy dạ dày ra bên ngoài, hoặc là chúng ta muốn xoay chuyển cái dạ dày, chúng ta có được lấy tay chúng ta cầm không? Không. Chỉ phải dùng một cái khăn, chúng ta có một cái xăng bằng cái vải thưa đó, chúng ta ngấm vào trong nước muối, và chúng ta lấy cái đó chúng ta cầm dạ dày, chúng ta lật qua lật lại, chúng ta nghiên cứu đúng không? Chúng ta không có được cầm trực tiếp lên đó. Trên tổ chức ruột cũng vậy, chúng ta phải dùng những cái xăng đó thấm nước muối và chúng ta lấy nó ra để chúng ta tránh trầy xước trên cái lớp thanh mạc này. Trong cái phần cấu tạo của dạ dày, chúng ta cũng lưu ý ở cái lớp cơ của dạ dày. Thì cơ dạ dày thì nó gồm có 3 lớp cơ. Một cái lớp cơ chúng ta gọi là lớp cơ dọc. Lớp cơ thứ hai là lớp cơ vòng. Thì những lớp cơ dọc và cơ vòng này sẽ giúp dạ dày chúng ta co bóp được theo chiều trên dưới và theo chiều ngang, đúng không ạ? Và tuy nhiên ở dạ dày nó còn có một cái hệ thống cơ thứ ba, chúng ta gọi là lớp cơ chéo. Lớp cơ chéo. Cơ chéo này giúp dạ dày chúng ta sẽ co bóp được theo chiều hợp lực của hai cái cơ hồi nãy chúng ta nói là cơ dọc và cơ vòng. Và chính vì vậy, dạ dày có khả năng co bóp rất là gì ạ? Rất là mạnh để chúng ta nhào trộn được thức ăn. Tuy nhiên trong trường hợp như hồi nãy tôi nói, cái hẹp môn vị, thức ăn vào trong dạ dày cứ co bóp hoài để tống thức ăn đi, nó có đi được không? Không, lỗ môn vị nó không mở ra mà. Cho nên dạ dày từ một lúc nào đó nó không co bóp được nữa, thì dạ dày sẽ như thế nào? Sẽ giãn ra. Và giãn ra thì nó sao ạ? Nó xa xuống. Và lúc này người ta nhìn được dạ dày không phải nằm ở vùng thượng vị nữa, mà nằm ở đâu ạ? Nằm ở trong vùng chậu. Nó nằm xuống như này đó chị. Nó xa xuống như này. Dạ dày nằm ở trong vùng chậu. Một đặc điểm tiếp theo chúng ta lưu ý là ở lớp niêm mạc. Lớp niêm mạc của dạ dày thì anh chị thấy nó không phải chỉ là những lớp niêm mạc xếp theo chiều dọc, mà nó còn có những lớp niêm mạc xếp theo chiều ngang. Niêm mạc dạ dày có thể xếp theo cả chiều dọc và theo cả chiều ngang. Và hồi nãy chúng ta đã nói là cái vùng thân vị là nơi tiết ra nhiều cái gì ạ? Men tiêu hóa, pepsin. Và ở đây như vậy sẽ có nhiều cái tuyến dạ dày, đúng không ạ? Vậy cái tuyến dạ dày đó đa phần nằm ở trong cái lớp niêm mạc. Và đặc biệt chúng ta lưu ý, những lớp niêm mạc xếp theo chiều dọc
ở bờ cong nhỏ, được gọi đó là các ống vị. Lớp niêm mạc thường xếp theo chiều dọc của bờ cong nhỏ, chúng ta gọi đó là cái ống vị. Và đây cũng là nơi tiết rất nhiều những cái men tiêu hóa, ống vị. Rồi, đó là về cấu tạo chung một chút về cái dạ dày, hình thể ngoài, hình thể trong, phân đoạn. Đây là chúng ta, em bé sao đây ạ? Nôn, đúng ạ, nôn, nôn theo hình thức gì ạ? Chúng ta gọi đây là nôn gì? Nôn vọt. Thức ăn nó vọt ra ngoài đúng không? Nôn vọt. Nôn vọt này, sau này chúng ta nhớ nôn có nhiều hình thức nôn. Nôn vọt là một trong những dấu hiệu chúng ta chẩn đoán trong các bệnh lý. Bệnh lý gì ạ? Viêm màng não. Viêm màng não mất cái chúng ta không kiểm soát được và đưa đến có một cái triệu chứng. Trong ba cái triệu chứng chính của màng não, chúng ta gọi là tam chứng màng não, trong đó có một triệu chứng đó là nôn vọt. Nè, nôn vọt. Đây là hình ảnh chúng ta nhìn được một số hình ảnh cái dạ dày nó bị hẹp, hẹp vô vị. Nè, dạng to. Đây là hình ảnh chúng ta thấy dạ dày đang bị viêm, viêm loét. Và cái viêm loét dạ dày trước đây, nguyên nhân của viêm loét dạ dày thường người ta nói đó là do sự tăng tiết của axit. Và chúng ta cũng biết là trên bề mặt của niêm mạc của dạ dày thì bao giờ nó cũng có cái hệ thống, cái chất nhầy. Chất nhầy, chất mucin đúng không ạ? Chất nhầy. Thì chính cái chất nhầy này nó sẽ có hoạt động đối kháng với chính cái axit. Nếu sự cân bằng này xảy ra thì nó có bị loét không? Không. Bất kỳ một trường hợp nào sự thay đổi giữa hai cấu trúc này thì sẽ đều đưa đến viêm loét. Ví dụ hệ thống chất nhầy giảm, không hệ thống bảo vệ nó kém đi thì cũng bị loét. Hệ thống chất nhầy bình thường nhưng axit tăng cũng bị loét. Đúng không ạ? Bị loét. Cho nên bất kỳ sự thay đổi về sự cân bằng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố tác động thì đều đưa đến viêm loét của dạ dày, viêm loét dạ dày. Hiện nay thì người ta lại tìm thấy trong dạ dày chúng ta còn có một nguyên nhân đưa đến viêm loét, đó là do gì ạ? Vi khuẩn đúng không ạ? Con gì ạ? HP, HP là con gì ạ? Helicobacter pylori đúng không ạ? Xoắn khuẩn. HP. Đây là chúng ta nội soi chúng ta thấy được dạ dày nó bị thủng, bị viêm loét dạ dày, viêm trợt loét dạ dày. Trong một số trường hợp anh chị bị bệnh lý, ví dụ chúng ta hồi nãy chúng ta nói bị viêm loét và đưa đến ung thư dạ dày chẳng hạn, thì người ta phải cắt bỏ cái khối u. Thì dạ dày khi người ta cắt bỏ, thường người ta cắt có thể 3/4, có thể tới 4/5 hoặc 2/3 cái dạ dày cắt bỏ. Và sau khi cắt xong người ta phải đưa hệ thống ruột lên để nối vào để giúp cho sự lưu thông của thức ăn. Thì về phương pháp mổ người ta gọi đây là phương pháp nối vị tràng, nghĩa là nối giữa dạ dày và ruột, nối vị tràng. Thì có hai phương pháp chính là cắt theo chiều dọc hoặc là cắt theo chiều ngang tùy theo khối u. Nhưng mà thông thường người ta áp dụng phương pháp cắt theo chiều ngang nhiều hơn. Này sau này chúng ta được học trong các phương pháp phụ thuộc. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là hệ thống động mạch của dạ dày. Động mạch của dạ dày. Thì dạ dày được cung cấp máu. Dạ dày được cung cấp máu từ cái nguồn gốc chính, đó là từ cái động mạch thân tạng. Được cung cấp máu chính là từ hệ thống động mạch thân tạng. Và nó sẽ gồm có hai cái vòng động mạch. Hai vòng động mạch. Chúng ta đang thấy một hệ thống nằm ở bờ cong nhỏ và một hệ thống nằm ở bờ cong lớn. Ở bờ cong nhỏ chúng ta sẽ có hai cái động mạch. Một, động mạch vị trái. Và hai là động mạch vị phải. Ở bờ cong nhỏ thì chúng ta có hai cái động mạch vị trái và vị phải. Động mạch vị trái, động mạch vị trái xuất phát từ động mạch thân tạng. Động mạch vị trái được xuất phát từ động mạch thân tạng, nha, mạch thân tạng. Và nó sẽ đi theo cái bờ cong nhỏ của dạ dày. Đi theo bờ cong nhỏ của dạ dày. Nằm trong mạc nối nhỏ. Nằm ở trong cái mạc nối nhỏ. Nằm ở trong cái mạc nối nhỏ.
Và thường nó sẽ chia làm hai ngành, ngành trước và ngành sau. Sẽ chia làm hai ngành, ngành trước và ngành sau. Và như vậy chúng ta thấy cái hướng đi của đường mạch vị trái này đi theo hướng nào ạ? Từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Đường mạch vị trái sẽ có hướng đi từ trên xuống dưới. Nhánh thứ hai là đường mạch vị phải. Để chúng ta nhớ nhé, vị trái này xuất phát từ đường mạch thân tạng. Rồi, đường mạch vị phải. Chúng ta biết đây, đây là đường mạch thân tạng. Thân tạng là một đường mạch lớn hay nhỏ thế anh chị? Lớn hay nhỏ? Nhỏ. Đường mạch thân tạng dài có 1,25 cm. Rất ngắn. Nhưng từ đường mạch thân tạng nó giống như một cái thân cây, chỉ gọi là thân mà. Cho nên nó sẽ từ đường mạch thân tạng nó tách ra chúng ta ba cái nhánh đường mạch rất quan trọng. Ba nhánh. Một, chúng ta đang nhìn được ở đây, đường mạch vị trái. Hai, đường mạch gan chung. Đường mạch gan chung. Và ba, anh chị thấy có một đường mạch sẽ đi ra phía sau của dạ dày để tới lách, đường mạch lách. Như vậy từ thân tạng có ba nhánh quan trọng. Một là vị trái, hai là gan chung, và ba là đường mạch lách. Đường mạch lách. Như vậy đường mạch vị phải được xuất phát từ đâu? Đường mạch vị phải được xuất phát từ đường mạch gan riêng. Đường mạch vị phải được xuất phát từ đường mạch gan riêng. Vậy gan riêng là cái nào? Chúng ta đang nói đây là gan chung, đúng không ạ? Gan chung. Thì gan chung sẽ đi lên gan, anh chị thấy đúng không ạ? Thì trên đường đi đường mạch gan chung, anh chị thấy nó tách ra một nhánh đường mạch. Tách ra một nhánh động mạch. Cái nhánh động mạch này anh chỉ gọi đó là cái động mạch vị tá tràng. Cái mạch vị tá tràng. Vị tá tràng. Thì sau khi động mạch gan chung tách ra cái vị tá tràng thì phần còn lại sẽ gọi là gan riêng. Được không ạ? Như vậy dưới đoạn dưới này sẽ là gan chung, nhưng phía trên này là gan riêng. Cho nên đường mạch vị phải xuất phát từ đường mạch gan riêng. Gan riêng. Và đi theo bờ cong nhỏ. Đi theo bờ cong nhỏ. Theo hướng từ dưới lên trên. Theo hướng từ dưới lên trên. Và nó cũng nằm ở giữa hai lá của mạch mối nhỏ. Nằm ở giữa hai lá của mạch mối nhỏ. Rồi, đó là cái bờ cong nhỏ. Chúng ta nhìn sang ở bờ cong lớn. Chúng ta lật lên, lật cái dạ dày lên trên, đúng không ạ? Lật lên. Thì động mạch ở bờ cong lớn của dạ dày, nó cũng gồm có hai động mạch. Một là động mạch vị mạc nối trái. Và hai là động mạch vị mạc nối phải. Bờ cong lớn. Vị mạc nối trái. Và vị mạc nối phải. Thì cái động mạch vị mạc nối trái, anh chị nhìn trên hình ảnh, động mạch vị mạc nối trái được xuất phát chính là từ cái động mạch lắc. Nó cho nhánh đi ra, đúng không ạ? Động mạch lắc. Động mạch vị mạc nối trái xuất phát từ động mạch lắc. Và theo chị nó sẽ nằm ở trong cái gì? Mạc nối lớn. Nằm ở trong mạc nối lớn. Và có hướng đi từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Hướng đi từ trên xuống dưới. Nằm trong mạch nối lớn và có hướng đi từ trên xuống dưới. Còn trong khi đó, động mạch vị mạc nối phải, anh chị nhìn trên hình ảnh động mạch vị mạc nối phải. Động mạch vị mạc nối phải thì nó lại được tách ra chính là từ cái động mạch vị tá tràng. Như vậy nguồn gốc của động mạch vị mạc nối phải được xuất phát từ động mạch vị tá tràng. Vị tá tràng. Và nó cũng có hướng đi từ dưới lên trên. Nè, từ dưới lên trên. Nằm ở đâu ạ? Nằm ở đâu ạ? Nằm ở trong mạc nối lớn. Nhưng mà theo anh chị, nó có cùng nằm ở trong một mặt phẳng của mạc nối lớn không? Mà chúng ta nói mạch nối lớn có mấy lá? 4 lá. Cho nên hai cái động mạch này
thật ra nó nằm ở trong hai cái lớp khác nhau. Cùng là trong mặt nối lớn, nhưng ở hai cái lớp khác nhau. Như vậy nói tóm lại, anh chị sẽ thấy tất cả các hệ thống của động mạch dạ dày đều xuất phát từ động mạch gì đó? Thân, thân tạng. Cho nên về nguồn gốc động mạch dạ dày, chúng ta nhớ tất cả đều xuất phát từ động mạch thân, thân tạng ha, thân tạng. Chúng ta nhớ cái nguồn gốc của nó nha, nguồn gốc. Đây là ảnh của chúng ta thấy được cái mạc nơi lớn ha, đang đi trong mạc nơi lớn. Trên này cũng là mạc nơi lớn. Nãy giờ chúng ta nghiên cứu, chúng ta thấy đã có hệ thống động mạch ở bờ cong nhỏ, bờ cong lớn, cung cấp máu cho dạ dày. Nhưng ở vùng nào chúng ta chưa thấy có mạch máu ạ? Đáy, đáy vị. Như vậy ở đáy vị, anh chị sẽ lưu ý dùng, đáy vị được cung cấp máu từ động mạch đáy vị và động mạch vị ngắn. Vùng đáy vị sẽ được cung cấp máu từ động mạch đáy vị và động mạch vị ngắn. Động mạch đáy vị và động mạch vị ngắn. Mạch đáy vị và mạch vị ngắn. Xuất phát từ động mạch lấp. Xuất phát từ động mạch lấp. Được xuất phát từ động mạch lấp. Động mạch gì đây ạ? Thân, thân tạng. Động mạch gì đây ạ? Vị trái. Động mạch gì đây ạ? Lấp. Động mạch gì đây ạ? Gan chuồng. Động mạch gì đây ạ? Vị tá tràng. Động mạch gì đó, cái này ta để hơi nhầm một chút ha, đây mới là gan chung, đây gan riêng nhé, gan riêng nha, gan riêng. Động mạch gì đó, vị phải. Động mạch gì đó, vị mạc nối trái. Động mạch gì đó, vị mạc nối phải. Động mạch gì đó, vị ngắn. Động mạch gì đó, đáy vị. Rồi tất cả mạch máu cung cấp cho dạ dày, đúng không? Chúng ta sang phần thần kinh của dạ dày. Thần kinh dạ dày. Dạ dày thì được. Dạ dày thì anh chị nhớ thần kinh chi phối chủ yếu cho sự vận động của dạ dày. Đó chính là thần kinh 10. Thần kinh 10. Thần kinh 10. Thần kinh lang thang. Thần kinh chi phối chính cho dạ dày chính là thần kinh 10. Thần kinh lang thang. Anh chị nhớ nguồn gốc của thần kinh 10 xuất phát từ đâu không? Anh chị học, nhớ học 12 đôi thần kinh sọ chưa? Học rồi đúng không? Học 12 đôi thần kinh sọ rồi đúng không? Trong phần hệ thần kinh thì chúng ta có thần kinh 10 là thần kinh chức năng, có mấy chức năng? Thần kinh 10 là một trong những thần kinh, nó có 3 chức năng. Chức năng vận động, chức năng cảm giác và chức năng phó giao cảm. Thần kinh 10 là một thần kinh hỗn hợp và nó đặc biệt, nó có tới 3 chức năng là vừa vận động, vừa cảm giác và vừa chức năng của phó giao cảm. Và thần kinh 10 này, lý do tại sao nó gọi là thần kinh lang thang? Vì nó có phải nó đang đi từ trên vùng đầu cổ cả các chị không ạ? Từ trên não. Nó đi qua vùng hầu họng, đi xuống vùng thực quản, đi xuống dạ dày, đi xuống ruột non, xuống ruột già và kết thúc ở tận hậu môn. Đi hết toàn bộ cơ thể của chúng ta. Cho nên chúng ta gọi là lang thang. Trên đường đi chưa kể tắt rất nhiều nhánh, đi vào tim, vào phổi,
đi vào các gan, đi vào lách, đi vào dạ dày, tá tràng, vân vân, chỗ nào cũng có nó cả, đúng không ạ? Cho nên chúng ta mới gọi là thần kinh lang thang, lang thang. Như vậy ở đây chúng ta nhắc lại một chút về cái thần kinh mười ở cái vị trí từ cái thực quản đi xuống thôi. Còn cái gốc của nó thì chúng ta về xem lại một chút cái nguyên vị thật của nó là ở đâu, nguyên vị hư ở đâu, nhớ không? Nguyên vị thật của thần kinh mười chính là nhân thần kinh mười, đúng không? Nhân thần kinh mười. Rồi gì nữa ạ? Một phần ba giữa của nhân. Nhân gì ạ? Nhân bụng chúng ta có ba phần, phần ba trên, phần ba giữa, một phần ba dưới, theo thứ tự thần kinh số 9, 10 và 11. Rất dễ nhớ. Một phần ba giữa của nhân bụng. Và một cái nữa là gì ạ? Đó là nhân của phó giao cảm. Nhân của phó giao cảm. Thì cái đó chúng ta gọi là cái nguyên vị thật. Còn nguyên vị hư thần kinh 10 nó sẽ đi ra ở đâu? Rằng bên sau của hành não. Đúng không ạ? Rằng bên sau của hành não. Và tiếp tục, anh chị thấy sau khi đi xuống ở vùng cổ thì nó sẽ tiếp tục đi vào trong vùng ngực. Và khi đi ở vùng ngực thì chúng ta lưu ý hai nhánh của thần kinh 10 sẽ nằm ở hai bên của thực quản. Chúng ta gọi là nhánh 10 phải và nhánh 10 trái. Như vậy ở vùng ngực chúng ta lưu ý thần kinh 10 nằm hai bên của thực quản, được gọi là thần kinh 10 phải và 10 trái. Sau khi nó chui qua lỗ thực quản thì lúc đầu có sự di chuyển. Thần kinh 10 trái sẽ đi ra phía trước và thần kinh 10 phải đi ra phía sau của dạ dày. Thần kinh 10 trái đi ra phía trước, thần kinh 10 phải đi ra phía sau của dạ dày. Chúng ta nhìn thứ nhất, thần kinh 10 trái. Thần kinh 10 trái, anh chị thấy ở đây nó sẽ cho rất nhiều các nhánh đi vào trong dạ dày, cho được các nhánh đi vào cả gan, đi xuống tá tràng, vân vân, đúng không ạ? Thì ở đây nó có chia thành hai cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất là nhóm những cái nhánh trực tiếp, thì những nhánh này sẽ chi phối trực tiếp cho vùng đáy vị và thân vị. Đáy vị và thân vị. Nhóm 1 là nhóm trực tiếp đi đến vùng đáy vị và vùng thân vị. Đồng thời, anh chị sẽ thấy nó có những cái nhánh nó đi đến cái môn vị. Thì khi đi đến môn vị thì những cái nhánh của thần kinh 10 này thường nó tạo thành những cái nhánh nhỏ đi vào trong cái phần môn vị. Và những cái nhánh này anh chị hình dung nó giống như thế này. Nó chia làm 3 đi vào trong cái môn vị. Và những cái nhánh đó người ta gọi là nhánh la tạc rê, hay còn gọi là nhánh chân ngỗng. Nhánh chân ngỗng gần giống như hình ảnh cái chân ngỗng, chúng ta gọi là nhánh la tạc rê, hay còn gọi là nhánh chân ngỗng. Và đây những cái nhánh này chị thấy nó đi vào môn vị, đi vào xuống vị trí rồi. Và đây cũng chính là những cái nhánh nó giúp cho dạ dày tăng tiết được axit và tăng tiết được men tiêu hóa. Vì vậy trong các bệnh lý liên quan tới viêm loét dạ dày do tăng tiết axit thì người ta thường phải cắt bỏ dây gì đó, cắt bỏ dây 10. Nhưng nếu cắt toàn bộ dây 10 thì nguy hiểm, cho nên người ta chỉ cắt ở những cái nhánh la tạc rê thôi, những cái nhánh đi vào dạ dày thôi. Và chúng ta gọi đó là phương pháp cắt dây 10 siêu chọn lọc. Siêu chọn lọc. Còn trước đây người ta chỉ cắt dây 10 chọn lọc, nghĩa là người ta cắt hoặc là 10 phải, 10 trái, cắt từ phía trên. Còn bây giờ chúng ta chỉ cắt những cái nhánh nhỏ đi vào trong thôi, nhánh la tạc rê. Chúng ta gọi là cắt dây 10 siêu chọn lọc để nó chúng ta giảm bớt cái tình trạng tăng tiết của axit thôi. Còn cái nhóm 2 của thần kinh 10 chính là phần nó đi vào gan, chủ yếu nó cung cấp máu cho gan, đồng thời chi phối về cảm giác cho vùng gan, đồng thời nó cũng cho những cái nhánh trở lại vào trong môn vị, đến môn vị. Thần kinh thứ 2 là thần kinh 10 phải. Thần kinh 10 phải. Như vậy đi ở mặt trước hay mặt sau à? Mặt sau của dạ dày, đúng không ạ? 10 phải sẽ mặt sau dạ dày. Thì ở phần mặt sau dạ dày, thì lúc này 10 phải cũng vậy,
nó sẽ cho được chúng ta hai cái nhóm quan trọng. Nhóm thứ nhất chúng ta gọi là nhóm tạng. Nhóm tạng thì nhóm tạng này sẽ đi chủ yếu theo cái động mạch vị trái, mạch vị trái. Nhánh thứ hai chúng ta gọi là nhánh chính ở phía sau, nhánh chính ở phía sau thì nhánh chính này sẽ cho các nhánh đến đáy vị và thân vị, và nó cũng cho được các nhánh chân ngỗng, nhánh là tạc rê. Nhánh sau chúng ta gọi là nhánh chính, nhánh thứ hai chúng ta gọi là nhánh chính sẽ cũng đi đến vùng đáy vị và thân vị và cho được các nhánh chân ngỗng hay nhánh là tạc rê. Thì đó là về cái phần thần kinh. Chúng ta nhớ lưu ý chủ yếu là thần kinh 10 nha. Thần kinh 10 này anh chị thấy là nó tạo thành các cấu trúc vòng nối với nhau rất là chặt chẽ, đúng không ạ? Và người ta gọi thường đó là một cái đám rối. Người ta gọi nằm ngay vị trí vùng thượng vị anh chị. Chỗ này người ta gọi là đám rối. Đám rối dương nha. Đám rối dương. Đám rối dương. Cho nên anh chị đánh nhau và đánh nhiều vào cái vị trí này có thể đưa đến bị gì ạ? Ngưng tim. Vì có phải thần kinh 10 cũng liên quan với trên thần kinh của tim không? Đám rối dương, đám rối dương. Và đây cũng là lý do tại sao chúng ta đau dạ dày, chúng ta đau ở đâu? Vùng thượng vị. Chúng ta có cảm giác được đối chiếu trên thành bụng, chính là cảm giác đau do thần kinh 10 chi phối. Cảm giác thần kinh 10. Vậy anh chị thấy thần kinh 10 tác động trên dạ dày thì nó làm tăng tiết axit. Vậy nó đối với dạ dày nó làm tăng co bóp hay làm giảm co bóp dạ dày? Giảm hay tăng ạ? Giảm hay tăng ạ? Tăng co bóp dạ dày. Trên hệ thống ruột nó cũng làm tăng co bóp ruột. Cho nên chúng ta lưu ý là gì ạ? Khi anh chị bị học thi đó, chúng ta căng thẳng. Căng thẳng học rất là phức tạp, rất là mệt mỏi đúng không? Thì dạ dày sẽ tăng tiết nhiều axit và gây viêm lết. Đồng thời chúng ta thường hay có triệu chứng dễ bị gì? Tiêu chảy, có không? Hay bị tiêu chảy không? Căng thẳng có tiêu chảy không? Hương vị kích thích đúng không? Tăng tiết và tăng co bóp. Hệ thống bạch huyết. Bạch huyết của dạ dày thì nó có ba cái nhóm hệ thống bạch huyết chính. Nhóm bạch huyết vị trái, vị mạc nối phải và bạch huyết ở vùng lắc. Nó có ba nhóm bạch huyết chính. Bạch huyết để làm gì anh chị nhớ không? Dẫn lưu cái gì? Dẫn lưu gì ạ? Hệ thống chúng ta lưu ý cái bạch mạch. Hệ thống bạch mạch thì trên bạch mạch đó chúng ta nói chung cái hệ thống đó là cái đường dẫn. Thì khi trên đường dẫn đó xuất hiện những cái hạch, chúng ta gọi là hạch bạch huyết. Đúng không ạ? Hạch bạch huyết. Vậy cái bạch mạch đó để làm gì? Anh chị hình dung, bạch mạch đa phần xuất hiện đều khắp nơi trong cơ thể của chúng ta. Nhưng vị trí nhiều nhất hay gặp hệ thống bạch mạch đó là ở hệ thống tiêu hóa. Vì chức năng chính của bạch mạch là dẫn những chất có trọng lượng phân tử lớn. Thức ăn anh chị phân tử lớn không? Các chất trọng lượng phân tử lớn không thể nào đi qua được hệ thống mao động mạch và tĩnh mạch trong quá trình chúng ta trao đổi chất. Cho nên nó phải cần có một con đường dẫn riêng, đó là bạch mạch. Giống chúng ta đi trên đường, những cái xe tải lớn có đi vào đường nhỏ đúng không? Không, nó phải đi vào những cái đường lớn chứ. Thì đây cũng vậy, thức ăn phải được di chuyển bằng hệ thống bạch mạch. Đi cùng với thức ăn, từ ống tiêu hóa có nhiều vi khuẩn không? Có. Cho nên nó phải có cái trạm tiêu diệt vi khuẩn nó đi, đó là các hạch bạch huyết. Đúng không ạ? Hạch bạch huyết. Cho nên khi chúng ta nhiễm trùng có phải hạch chúng ta sưng lên không? Anh chị nhiễm trùng đầu mặt cổ, hạch cổ sưng lên. Nhiễm trùng ở tay, hạch nách sưng lên. Nhiễm trùng ở chân, hạch bẹn sưng lên. Chính là những cấu trúc nó bảo vệ cơ thể của các anh chị đó. Và vì vậy, ở đây những cái chất nào mà trọng lực phân tử lớn, ngoài vi khuẩn thì còn có cả độc tố. Và có cả những cái gì ạ? Các tế bào ung thư. Chính vì vậy, ung thư được di căn theo con đường nào? Bạch huyết. Đúng không? Đi bạch huyết. Đó là lý do. Anh chị nhìn trên các nhóm bạch huyết này, anh chị thấy có nhóm bạch huyết vị trái, nhóm bạch huyết của vị mạc nối phải, nhóm bạch huyết của vùng lắc. Ba cái hạch hệ thống này
nó có liên quan gì ở tới cái vùng tá tràng này không? Tá tràng có phải là đoạn tiếp theo của dạ dày không? Nó có liên quan với tá tràng không? Cho nên ung thư dạ dày có di căn tới tá tràng không? Dù nằm rất gần nhau, nằm sát rất nhau, dạ dày, tá tràng, nhưng ung thư dạ dày không di căn tới ung thư tá tràng. Sau này nếu mà phát hiện một trường hợp nào ung thư tá tràng xuất phát có nguồn gốc từ ung thư dạ dày sẽ được giải thưởng Nobel, đúng không? Tới bây giờ thì chưa thấy, đúng không? Chưa thấy, biết đâu sau này lại có sao, đúng không? Rồi, như vậy chúng ta xong được cái phần thứ nhất, chúng ta mô tả hơi kỳ một chút, đó là phần dạ dày ha. Chúng ta nghỉ giải lao chút ha.